Xin chào tất cả anh em, quay trở lại với video tiếp theo của mình. Em mình cùng nhau trở lại con thiên đường trò chơi, trở lại bộ môn yêu thích của mình, đó chính là bộ môn sóc đĩa online anh em nhé. Vua 44 củ anh em cùng nhau chiến đấu này. Bộ môn sóc đĩa này mình sẽ chơi cho các như thế nào đây? Ok, tay này thì bỏ qua đi, bởi vì tay khởi động thì mình cứ từ từ đã. Đấy, mình xem xu hướng là nó chạy là dấu hiệu 22 này. Dấu hiệu 22, bắt đầu mình chiến này. Bắt đầu chiến này. Vào một tay chẵn này, một tay chẵn này. Đấy. Một tay chẵn. Không có rủi xoắn anh em nhé, chiến luôn một tay chẵn. Được chưa? Anh em thấy ngọt chưa? Ngon chưa? Ngọt như trao cho. Tiếp tục này, vào một tay nữa, hai củ, một tay nữa hai củ anh em nhé. Để xem là chạy chuẩn được cầu 22 không. Ấy giờ không chạy rồi, không chạy cầu 22 anh em ạ. Hai một hai nhá, thử cầu 212 nào, bốn củ đi, bốn củ. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nào. Được chưa, uy tín chưa? Tiếp tục này, vào một tay nữa này, chẵn này, một củ rưỡi này, theo chuẩn xu hướng 212 anh em nhé, chuẩn xu hướng 212 để xem là xu hướng cầu này ok hay không. Ui giời, chuẩn luôn, quá là ngon, quá là rực rỡ luôn. Tiếp tục nào, và một tay nữa này, chẵn này, hai củ này, xem là có lụm được cái tay hai củ này không. Ok, không thành công, không thành công. Ok, tiếp tục nào, nó vẫn chạy 212 này thì mình ngu, tay kia đáng giảm vào lẻ nó hợp lý, vào lẻ tiếp này, ba củ không vấn đề gì anh em ạ, chơi ten thế thôi là chuyện bình thường mà. Được chưa, ngon luôn, như gì nữa, ngon luôn, ngon luôn. Ngọt như cháo chó ngay. Tay này thì bỏ qua một tay đi. Này bỏ qua một tay, tay này không chắc, bỏ qua một tay. Giời. Vẫn chuẩn cầu anh em ạ. Vẫn chuẩn cầu. Vẫn còn chuẩn cầu nhưng mình không phang. Vẫn chuẩn cầu nhưng mình không phang anh em ạ. Ok. Và một tay lẻ này. À không, tay này tứ thì mình sẽ vào một tay chẵn này, hai củ này. Ok. Ái da, hồi lẻ. Mình vẫn chiến tiếp nhá. Chiến tiếp vào một tay chẵn này. 4 củ. Một tay chẵn 4 củ. Để xem là tay này nó đi đâu chẵn không. Thường tứ nó sẽ phải về giả chẵn anh em ạ. Đấy, đúng không? Mình nói nó phải chuẩn thôi, nó phải chuẩn thôi. Phải chuẩn.
gì nó cũng phải chuẩn chỉ. Tiếp tục nào. Một tay nữa lẻ nào. Lẻ là 6 lít này. Một tay nữa lẻ 6 lít này. Cứ thế mà phang. Không gì phải xoắn cả. Ôi giời, lại tư tiếp rồi. Lại tư tiếp này. Tư tiếp này mình lại phang chẵn tiếp anh em nhỉ. Một củ. Hai củ chẵn đi. Hai củ chẵn nhá. Ok chưa? Anh em thấy là được rực rỡ được chưa? Uy tín luôn chứ còn gì nữa. Vậy là lên 55 củ 9 rồi, ca này khá rực rỡ rồi. Làm thành nữa 5 lốp. 5 lốp vào chặn thế thôi. Thế thôi, nhẹ nhàng thế thôi, không có gì phải xoắn cả. Để xem là tay này có lụm này không. Ôi giời, nó lại nét soli luôn. Tiếp tục này, nốt tay nữa này. Con này cơm gạo rực rỡ rồi, nốt tay này. 3 lít này. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nào. Lụm luôn. Như vậy là thành công rực rỡ anh em nhé. Thành công rực rỡ, thành công rực rỡ. Vậy là lên 56 củ 6 rồi. Mình sẽ quyết định dừng lại chốt kai anh em nhé. Đó, quyết định dừng lại chốt kai. Thì tất cả anh em xem được video của mình cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, anh em nhớ được tiếp mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Anh em muốn kiếm lúa kiếm gạo bữa ngay vì đường link mình để dưới phần bình luận anh em nhé. Bye bye anh em.